Xin chào các anh chị nha. Chúc các anh chị một ngày vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc nha. Đây là đôi giày trong chân tôi đang đeo. Đấy. Chất lượng bằng da thật 100% nha. Đường kim mũi chỉ, khâu rất chắc chắn này. Chất lượng bằng da thật này. Kiểu dáng thì rất là đẹp. Mặc với lại quần thô tất trắng, đi trông trẻ trung sang chảnh, lịch sự. Đấy, Tết này mà có đôi giày này mà đi thì chỉ có tuyệt vời các bác ạ. Nhanh tay lên nha. Các bác nào muốn sử dụng thì hãy để lại ngay số điện thoại. Số lượng có hạn nha. Đấy, chất lượng thì được bảo hành 1 đổi 1. Đấy, tôi quay xung quanh để cho các anh chị xem nha. Đấy, quay sát vào để anh xem nha. Đấy, mũi dáng rất là đẹp. Đấy, chất lượng thì tuyệt vời này. Đường kim mũi chỉ này. Đấy. Đôi giày này được bảo hành nha, bật mép này, rách da, gãy đế, trong ba yếu tố quan trọng nhất đã được bảo hành nha. Đấy, anh nào mà muốn sử dụng cứ để lại số điện thoại, ship hàng đến tận nơi kiểm tra chất lượng, đạt tiêu chuẩn thì nhận, không đạt tiêu chuẩn thì bom hàng về nha. Đấy, chất lượng thì tuyệt vời luôn. Đấy, nổ da, rồi gãy đế, bật mép, ba yếu tố này đã được bảo hành của tại siêu thị Giày Dép Thước Hoài nha. Rồi, xin chào các anh chị, chúc các anh chị một ngày làm việc vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc nha. Xin chào nha.